Bây giờ em sẽ kiểm tra xem đất cát như thế nào nhé. Vâng. Em ngồi đi ra ngoài một tí. Nhà này có ai mới sinh cháu hoặc đang mang bầu không ạ? Không. Chưa. Các con của mấy chị không? Không có. Không, cháu gái thì mới được sinh năm ngoái. Sinh năm ngoái. Sinh con trai hay con gái? Con gái. Gái vậy năm nay báo tin cho thai ra nó biết là ai này. Thế thì có nhà con này, cái chị có là cháu con trai, con dâu ấy thì nó sắp phải đi 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 cấy. À, đây là con trai này, đây là con cầu đấy. Vâng. Đây là con cầu đấy, đây gọi là thiên tướng giáng trần đấy. Vâng. Đứa này mà được sinh ra là nó rất giỏi đấy. À vâng. Vâng, nhá, đây là gia đình cứ làm đi. Vâng. Vâng. Cháu đây. Đây là thiên tử, ôi giời. Ờ, mẹ anh còn không? Con ạ. Năm nay báo hạn. Phụ có khỏe không? Phụ bên con này, con 90. Hơn 90 đấy chị. Nên hôm nay báo hạn đấy nhé. Hạn đây là... Đây là chưa bắt thần thì nó sẽ là báo hạn. Thực ra nó là hạn tử đấy anh ạ. Vâng. Lát nữa em sẽ kiểm tra, bắt thần cho nó kiểm tra nhé. Vâng. Vâng. Cái cặp này đã có đứa con nào chưa? Chưa. Đây là báo thai đôi đây này. À, dạ, à, cháu đã đi cưới thai đôi đấy anh. Ây da. Không, nhưng mà cái bảo là cái bạn này, bạn ấy chửa hai lần đi học. Không, nhưng lần này báo thai đôi. Vâng, cháu lần này là cưới thai đôi đấy. À. Thai đôi đấy ạ. Một nam một nữ đây này. À, thế ạ. Ây da. Ây da, sao nữa. Ôi trời. Thôi được rồi, rồi. Ôi dồi, hôm nay mà không xử lý thì lại hỏng hết. Vâng. À, rồi. Rồi, rồi, cho được rồi. Đây là cái may mắn, đây là cái mong mỏi này. Vâng, mong mỏi. Đất này có thần nữ rồi, cũng là hai thần nữ cơ. Vâng. Đây là hai thai đôi, đây là con cầu, một thai đôi, một nam một nữ này, con cầu. Rồi, may quá đấy chứ không gì. Anh cẩn thận không có chút bệnh tật trong người đấy nhá. Vâng, nói chung là con là bệnh nhiều lắm. Bệnh ở đây là phải chi phí tiền thuốc đều ấy. Vâng, cứ bệnh năm ngày tháng đúng đầu cái là đầu. Không nghĩa là cứ bệnh năm ngày tháng không bị đau. Rồi rồi. Đầu mà đầu cả đêm không ngủ được. Dạ. Anh là con trưởng à? Vâng ạ. Con trai là trưởng. Vâng, trưởng. Hai chị, ba chị. Rồi được rồi. Ngang với bố anh có một ông Mãnh rất là thiêng. Anh nghe nói bao giờ? Có bà cô. Có bà cô. Không, một ông Mãnh chưa nói bà cô. Mãnh chưa nói. Chưa nói bao giờ, chưa nghe nói bao giờ. Nhà này có bà tổ cô khá là thiêng. À. Anh chị cũng phải hỏng bỏ cái thai này cái gì. Vâng. Cái thai này nó rất rõ giới tính đấy chứ không phải là nó lớn tuần tuổi. Thầy nam, thầy nam. Chào cô. Ở đây có hai thần nữ nhé. Hai thần nữ. Và một bà chúa chủ đất là cả cái giải này này. Dạ. Yeah. Cả cái giải này cơ. Vâng. Vâng, vâng. Thế cái giải này cũng là cái giải đất nghịch đấy. Vâng. Phải đơn giản đâu. Không phải chỉ riêng nhà này đâu. Vâng. Và là cả cái giải này. Tại vì có một cái bà, bà quản lý cả giải này. Vâng. Thì nó sẽ rất là nghịch. Cũng may mắn cho gia đình là hôm nay về đây xử lý thì cái việc con và cháu nối dõi này vâng, nó mới có hiệu quả nhá. Vâng, vâng. Rất là may mắn và phúc đức cho gia đình đấy, vâng, chứ không vâng, thì lại hỏng hết. Vâng. Lại hỏng hết. Nhà con tôi tiêu lắm để tôi vòng thầy quá. Rồi, 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 thôi, rồi, rồi, để xử lý bắt tần sau đó em kiểm tra lại nhá. Vâng, vâng, kiểm tra lại. Vâng. Lệnh cho tứ đại thiên vương cùng 20.000 thiên binh bao vây toàn bộ khu vực này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, bắt giết vong linh lang thang, hai thần nữ và một chúa chủ đất lên thiên đợi xét xử.
em tải cái đất lên một chút này, tại vì em tải cái đất một chút nhá, cái giải đất này này. Trước đây nó chỉ có cái nhà này, khu nhà này thôi. Còn hai bên này là trống đấy ạ. Hai bên của cái nhà này là cái giải mấy cái nhà quanh quanh này thôi. Hai ba cái nhà ở đây thôi, nó có một cái mấy cái nhà ở chỗ giữa này thôi. Còn hai bên nó là trống. Ở giữa này trước cửa mặt này nó có một cái gò, cái gò. Có một cái gò này. Trước mặt đây này, và cái gò này cũng rất là mịt. Vâng, đúng, gò tự nhiên, gò mưa. Vâng. Đúng là gò mưa đấy, đúng gò mưa đấy. Rồi. Thế để kiểm tra lại bác Hân. Hôm nay nhà chị có định bốc bác Hân không? Thì thầy thử nóng giúp nhà con cho bác Hương nhà. Thôi được rồi, lát nữa để xem. Vâng. Trước cái vợ chồng với cái cậu kia ấy, hỏng cái thai là hỏng lúc mấy tháng ạ? Lúc được hồi này tháng ạ. Này tháng ạ. Đây là thai nam do dương tính rồi. Vâng. Do dương tính rồi. Cái này đáng yêu không? Lần đầu tiên là đáng yêu, còn lần thứ hai là mới cưới được, mới có bị hỏng năm ngoái. Đây này, lần yêu thì có mà hơi bị hỏng. Được rồi, để tập trung để bác Linh không lại hỏng hết thai. Một vấn đề nữa là những cái nhà xung quanh đây, con trai cháu trai nó cũng hiếm cơ. Không chỉ riêng nhà này đâu. Xung quanh đây này, con trai cháu trai cũng hiếm. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, con trai thôi. Nhà bên đây cũng chưa có con, cứ cung lắm. Đất đợt này nặng lắm rồi chứ. Đi đâu cũng thấy nặng, lần đi đâu cũng thấy cứ phải quay lại này. Lần này không được thì lần sau lại phải quay lại đấy. Nhưng cái gia đình yên tâm như này, kể cả được hôm nay hay là phải quay lại thì gia đình yên tâm là khi thầy trò nhận lời thì gia đình yên tâm. Phải quay lại thì chấp nhận thôi, tại vì đây nó là tâm linh không thể cố được, vẫn phải quay lại. Nhà này trước đây là ai là người xây ạ? Gia đình xây hay là nhà con xây ạ? Đâu xây từ ngày xưa, nhưng mà nhà con là làm cái nhà này nhà anh con làm. Thưa các bạn, thời gian gần đây càng về sau này thì cái mức độ và cái năng lực của các cái thần nó càng ngày một tăng, và cái việc xử lý công việc ngày một phức tạp, cái thời gian nó mất ngày càng nhiều hơn. Có những gia đình phải đi lại đến lần thứ hai, có những gia đình phải đi lại đến lần thứ ba, nhưng việc của chúng ta cần phải đi thì vẫn phải đi, và gia đình này cũng thế. Xin chào và hẹn gặp lại.